Thảm kịch của hai cô gái đi nhờ xe gã đàn ông lạ mặt, buổi tối định mệnh. Sau khi rời khỏi quán rượu, không ai còn biết tin tức gì của cô gái cho tới khi họ tìm thấy một xác chết trong đống tuyết. Vào một ngày lạnh giá tháng 1 năm 1982, hai cô gái biến mất khi đi nhờ xe người lạ mặt và sau đó được tìm thấy bị bắn chết. Trong gần 40 năm tiếp theo, cơ quan chức năng không thể tìm ra danh tính của kẻ giết người, mặc dù hắn từng được cảnh sát giải cứu vào đúng cái đêm xảy ra án mạng. Nạn nhân Bobby Joe Oberholzer, thi thể trong tuyết. Gunesny, 21 tuổi, là quản gia tại một khách sạn ở Breckenridge, bang Colorado, Mỹ, thị trấn nghỉ mát trượt tuyết nổi tiếng. Ngày 6 tháng 1 năm 1982, sau khi tan làm, Annette đến gặp bác sĩ rồi đi nhờ xe đến một hiệu thuốc vào chiều hôm đó. Việc đi nhờ xe rất phổ biến ở các thị trấn miền núi vào những năm 1980. Tại đây, Annette mua một số loại thuốc rồi sau đó rời đi. Lúc đó là 16 giờ 45 phút và cũng là lần cuối cùng cô được nhìn thấy. Vài giờ sau, vào khoảng 19 giờ 50 phút, Bobby Joe Oberholzer, 29 tuổi, biến mất. Ngày trước đó, cô ở trong quán rượu với một vài người bạn. Lúc 18 giờ 21 phút, cô đã gọi điện cho chồng mình là Jeff thông báo đi uống với bạn bè và sẽ đi nhờ xe về nhà sớm. 19 giờ 50 phút, cả nhóm tạm biệt nhau, Bobby rời quán rượu và không được nhìn thấy kể từ đó. Jeff cho biết, tối hôm đó, anh nằm xem TV đợi vợ về và ngủ quên từ lúc nào. Khi thức dậy vào khoảng nửa đêm, anh thấy Bobby vẫn chưa về. Cảm thấy có gì đó không ổn, Jeff ra ngoài tìm vợ và đến đồn cảnh sát trình báo. Nhưng cảnh sát Breckenridge nói rằng Bobby mới chỉ mất liên lạc vài tiếng đồng hồ họ và họ sẽ không thể làm gì trong vòng 24 giờ, vì vậy Jeff trở về nhà. Sáng hôm sau, Jeff nhận được cuộc gọi từ một chủ trang trại, nói tìm thấy bằng lái xe mang tên Bobby và một số vật dụng khác của cô trên khu đất của mình. Jeff lập tức đi đến trang trại và trên đường đi phát hiện chiếc ba lô màu xanh của Bobby. Ngoài ra, Jeff sau đó cũng tìm thấy chiếc găng tay bên tay phải của vợ và khăn giấy đều có máu. Ngày hôm sau, những người bạn đã thành lập một nhóm cùng tìm kiếm Bobby. Cuối cùng vào khoảng 15 giờ hôm đó, họ tìm thấy thi thể Bobby trong đống tuyết cách nơi người ta nhìn thấy cô lần cuối khoảng 16 km, biến mất không dấu vết. Bobby dù vẫn mặc quần áo đầy đủ và kết quả khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy cô không bị tấn công tình dục. Một bên cổ tay của cô có dây buộc. Cách đó không xa, cơ quan chức năng tìm thấy chiếc móc khóa đặc biệt do Jeff làm cho Bobby dùng để tự vệ và một chiếc tất màu cam. Chiếc tất được nhận định dường như không thuộc về nạn nhân và cũng không có mối liên hệ trực tiếp nào với hiện trường vụ án. Thời điểm đó, các nhà chức trách vẫn chưa biết rằng Annette đang mất tích. Phải đến 2 ngày sau, một đồng nghiệp của cô mới trình báo cảnh sát khi cô không đi làm 2 ngày và cũng không thể liên lạc được. Người thân cho biết, điều này không giống với tính cách của Annette vốn rất trách nhiệm, nguyên tắc. Cảnh sát lần theo dấu vết của Annette đến cửa hàng thuốc, nhưng sau khi rời khỏi đó, cô dường như bốc hơi không để lại dấu vết. Cảnh sát không tìm được bất kỳ manh mối nào về Annette cho tới ngày 3 tháng 7 năm 1982, gần 6 tháng kể từ lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô. Còn nữa, mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Thảm kịch của hai cô gái đi nhờ xe gã đàn ông lạ mặt vào 4 giờ ngày 30 tháng 11 trên mục Pháp luật.